Chào các bác nhá. Ở shop phụ kiện săn bẫy, hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bác cách dùng, cách đặt cái mẹt. Cái này gọi là cái mẹt bẫy chim săn, hay còn gọi là mẹt bẫy đa năng các bác nhé. Mẹt bẫy đa năng, mẹt bẫy chim săn. Đây là cái mẹt bẫy đa năng này nhá. Cái này là chưa nên lấy, chưa nên cò các bác nhé. Đấy. Thì đầu tiên là các bác sẽ để nó nằm xuống. Để nằm xuống như thế này nhá. Xong các bác sẽ lên lấy cho nó lên nó so đấy. Đây. Có nghĩa là lên nó so ấy. Các bác để ý này. Cái phía trong này này là sẽ nằm ở đây. Cái nó so ngoài này này. Nhá, nó so ngoài này các bác nhé. Các bác kéo vào phía trước này. Kéo vào phía trước. Quấn một vòng này. Quấn một vòng. Và gảy vào cái thanh sắt trong này. Nhá, gảy thanh sắt trong này. Đấy. Khi các bác lên nó so ấy thì cái quen đấy bên này này, các bác cài sâu vào trong này để cho nó an toàn. Hoặc là khi mình đây là mình phải đạp chân vào đây, mình đạp chân lên đây cho nó chắc ăn nhé. Đó. Đó, con này chắc ăn. Rồi. Lên cò này các bác này. Đấy. Đây các bác để ý cho tôi này, để ý cho tôi nhé. Cái lò xo này ấy, là nó ăn tự do nhé. Em quay gần cho anh em xem này. Quay gần này. Nó ăn tự do này. Thì cái phía bên ngoài này này, cái bên ngoài này ấy, người ta đã bẻ sẵn cho mình cái đường cong này rồi. Là mình phải biết nữa làm sao để móc xuống phía dưới của cái thanh trong. Móc xuống dưới của thanh trong rồi nhá. Đấy. Còn cái thanh ngoài này, còn lò xo đầu ngoài là xo này, thì mình sẽ bẻ về phía trước. Đấy. Đấy nhá. Cái này là khá căng đấy. Lò xo này là xo thép AC. Cực khỏe luôn. Các bác lên là các bác phải lên dứt khoát nhé. Còn lên nhập nhưng là nó phật ở đứt tay ấy. À, các bác kéo vào đây. Rồi. Khi các bác lên như vậy thì các bác lấy này cổ cài lại nhé. Phải khóa cho an toàn. Thì bây giờ mình sẽ phải lấy, nó có hai cái ghim. Cái bộ này sẽ đi theo cái ghim được các bác nhé. Tôi để đâu mất rồi. Đây. Theo cái ghim này. Hai ghim này. Các bác ghim sang hai bên. Nhá. Các bác ghim hai bên, ghim tầm này. Tầm trên là xo này. À, các bác ghim nó xuống nhá. À, các bác ghim xuống. Và bên này nữa nhá. Các bác ghim hai bên nhá. Để đúng chỗ cứng rồi. Cái này là các bác đi về chuẩn bị sẵn cho mình búa. Tức là cái bộ này nó có hai cái ghim. Thế còn các bác nào mà muốn chắc hơn thì các bác sẽ tự gia cố thêm cho mình ghim nữa. Đây là cái lồng để nhốt con mồi. Cái lồng nhốt con mồi này gồm hai miếng sắt, các bác dựng nó lên. Dựng lên. Đó. Cái này tôi làm mô phỏng cho các bác xem thôi. Còn khi thực tế thì mình sẽ làm sao cho nó chắc chắn để con mồi nó không bị ra được. Đây. Cái này nhá, các bác sẽ úp chéo vào nhau. Úp chéo vào nhau này. Đây, mỗi cái là một cái nhàm này, các bác úp vào đây. Úp vào đây. Và là các bác bẻ sơ vào một chút. Thì nói chung nó sẽ tạo thành một cái lồng. Tạo thành một cái lồng nhá. Thì mình thả con mồi ở trong này. Thường thường con mồi này là con chuột. Chuột bạch là hiệu quả nhất các bác nhá. Các bác thả chuột bạch đây. À, để dưới cái cầu tử này. Đây là cái cầu tử các bác nhá. Đây cầu tử. Để cái lồng con mồi ở dưới cầu tử này nhá. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cài nhá. Mình cài cái khóa này. Cài cái nẫy này. Đó, cài cái nẫy này. Thì lưới các bác vén nó gọn vào đây. Vào đây một chút nhá. Lưới gọn vào đây. Giờ mình sẽ cài cái nẫy này. Cái nẫy này này các bác này. Cài xuống cái dưới này. Em quay nghiêng anh em thấy chưa? Đây quay nghiêng này sao. Đây này. Đấy, các bác thấy không? Đây là cái chỗ hệ thống cầu tử này. Các bác cài đúng chỗ này. Khi mà con chim săn lao xuống đạp vào cầu tử sập xuống, bật nẫy ra là cái mẹt nó sẽ sập nhé. Thì cái này là xưởng làm cho các bác là cũng dài một chút để cho đảm bảo an toàn. Còn các bác về muốn ngắn hơn thì các bác tự cắt, còn không thì các bác cứ bẻ cong để cho nó đạt độ ngắn ưng ý nhé. Đạt độ ngắn ưng ý rồi như này.
vậy đấy. Xong bắt đầu lại kiếm đồ lá cỏ ngụy trang lên nhé, ngụy trang lên, ngụy trang lên nhá. Thì con chim săn ở trên nó soi xuống, nó thấy con mồi ở đây, thấy con mồi trong cái lồng này nhá, thì nó sẽ nhảy vào, nó sẽ nhảy vào và nó đạp vào cái cầu tử, đạp vào cầu tử thì là nó sẽ sập cái mẹt nhé các bác nhé, nó sập cái mẹt. Đây, đây là ví dụ nhá, con chim săn nó nào nó đạp, nó nhảy, nói chung là nó vồ vào cái lồng để nó bắt con mồi ấy nhá, nó sẽ đạp vào cầu tử là sẽ sập xuống này. Đây thì con thả vào cái lồng mất rồi, chưa cả đụng vào cầu tử nhé các bác nhé. Đây, đây là lập tức nó úp xuống luôn, là dính ở trong này luôn nhá, con bổ sẽ dính ở trong này. Còn về phần lưới các bác hoàn toàn yên tâm nhá, lưới này là lưới đan tay rất là chắc chắn, màu là màu nâu, màu cỏ khô đấy, tính ngụy trang khá là cao ấy. À, các bác thấy này, và thịt lưới cũng rất là nhiều đấy nhá, sập vào đây là dính thôi nhá. Thế còn cái lực lò xo gì ấy, thì các bác yên tâm rất là chắc, không bao giờ bung được nhé, không bao giờ bung được. À, đây là cái mẹt bẫy chim săn. À, thì các bác muốn nó chắc chắn hơn thì các bác thiết kế thêm đôi kim nữa rồi cho bỏ ra nhé. À, tôi cài lại cho các bác xem này, cài các bác xem này, đây, cài cầu tử vào đây, đây cài cầu tử vào đây. Rồi, đấy, đây các bác nhìn thấy rõ chưa? Nó rất là đơn giản thôi, rất đơn giản nhé. Đây, tức là ví dụ như chim này, nó lao xuống nó sẽ đạp vào cái cầu tử này các bác này. Đây, và cầu tử này rất là nhạy nhé, cực kỳ là nhạy luôn đấy. Đây các bác đã hướng dẫn chi tiết cho các bác cái cách đặt bẫy, cái cách dùng cái mẹt bẫy chim săn, hay mình gọi là cái mẹt bẫy đa năng nhé. Thế còn khi các bác thu, các bác thu bẫy thì các bác lưu ý là mình sẽ nhả cái đấy, nhả cái lò xo ra trước. Đây, các bác nhả lò xo ra trước cho nó chắc an toàn nhé. Đây, các bác nhả nha. À, lấy tay vít lò xo ra này. À, vít lò xo ra. Rồi, bên này nữa. Rồi, vậy là mình sẽ tiến hành nhổ ghim. Nhổ ghim và tháo bẫy. Đây, nha các bác nhá, nhổ ghim tháo bẫy. Rồi, đã hoàn thành nhá. Đây là chi tiết và cái cách dùng cái mẹt bẫy chim săn, mẹt bẫy chim săn các bác nhá. À, mọi thông tin thì các bác vui lòng liên hệ số điện thoại bên dưới màn hình nhá. À, xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip sau. Hẹn gặp lại các bác trong những clip bẫy sau nhá. Xin chào.